Họ của cậu Agatsuma là một trong những họ phổ biến tại Nhật Bản. Theo nghĩa đen là vợ tôi. Có nhiều cách đọc cho cái họ này như là Ayuma, Wayuma, Wagatsuma. Và một trong số đó cũng có thể đọc là Gatsai. Tên của cậu Zenitsu có nghĩa là an nhàn, lương thiện. Zenitsu có xuất thân từ Ushigomeku. Sở thích của cậu là chơi Hanafuda, một loại bài truyền thống của Nhật, và Sugoroku, một trò chơi mà trẻ em hay chơi vào dịp lễ. Món yêu thích của cậu là đồ ngọt và các món ăn đắt tiền. Zenitsu được dạy bởi cựu Minh Chủ. Kỹ thuật này giúp gia tăng sức mạnh và tốc độ của người dùng trước lại quỷ. Có tổng cộng 6 thức kiếm có thể được sử dụng với hơi thở của sấm sét. Nhưng từ đầu mùa đến cuối mùa, Zenitsu chỉ có thể sử dụng một thức duy nhất trong 6 thức. Được cho là thức đơn giản nhất, chỉ có tăng nhịp và tốc độ lên thôi. Sau này cậu sáng tạo ra thức thứ 7, Hỏa Lôi Thần, một thức kiếm dành riêng cho cậu. Tuy chỉ có thể học được thức thứ nhất của hơi thở sấm sét, nhưng cậu đã mài dũa nó đến mức đỉnh cao cao của đỉnh đỉnh cao. À, thôi cao vừa chứ té u đầu. Đến mức có thể sử dụng nhiều lần cùng lúc mà không gặp phải vấn đề gì. Ngoài ra cậu còn tự tạo ra một thức kiếm cho riêng mình. Zenitsu có một thính giác nhạy bén, cho cậu khả năng phát hiện mối nguy hiểm từ âm thanh, kể cả những âm thanh nhỏ nhất. Thính giác của Zenitsu tốt đến độ cậu vẫn có thể nghe được người khác khi đang ngủ. Cậu có thể nghe âm thanh từ mạch máu, nhịp tim và dễ dàng phân biệt được thứ âm thanh của người lạ quỷ. Cậu cũng có thể nghe được tiếng lòng, cảm xúc của người khác nếu cậu sử dụng ý thức của khả năng nghe với tiềm năng tối đa của mình. Khả năng này cũng giúp cậu ấy xác định vị trí của một con quỷ khi so sánh âm thanh cơ thể của quỷ tạo ra so với âm thanh được tạo ra của một con người, bao gồm cả đánh rắm. Rip Tanjiro với cái mũi thính như cờ hở. Zenitsu có thể chiến đấu ngay cả khi đang ngủ. Mỗi khi gặp nguy hiểm, nỗi sợ hãi của cậu vượt quá giới hạn của bản thân khiến cho cậu ta bất tỉnh. Trong lúc ngủ, Zenitsu có thể sử dụng kiếm thuật của mình hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng. Tuy nhiên, khi dần trải qua nhiều khó khăn và nguy hiểm, Zen càng ngày càng cải thiện kỹ năng và lòng can đảm theo thời gian. Vì vậy, cậu càng ngày càng ít phụ thuộc vào khả năng bất tỉnh này. Zenitsu là một trong những kiếm sĩ nhanh nhất của sát quỷ đội. Cậu sở hữu một tốc độ di chuyển cực cao và phản xạ cực kỳ linh hoạt. Như khi cậu rút kiếm cắt đứt lưỡi một con quỷ cực kỳ nhanh gọn và chính xác. Đặc biệt là khi đang dùng Hỏa Lôi Thần, tốc độ của cậu được mô tả là hoàn toàn nằm ngoài sự nhận thức. Bình thường, các nhân vật trong Kimetsu khi chết đi đều có thêm thời gian nhớ về gia đình và quá khứ của mình. Riêng các nạn nhân của Zenitsu thì không có, vì cái chết đến quá nhanh. Đầu phòng thằng khốn lạc. Cuộc chiến ở núi Natagumo. Zenitsu chiến đấu với anh cha nhện. Cuộc chiến ở phố đèn đỏ. Zenitsu và Inosuke chiến đấu với Daiki. Pháo đài vô cực. Zenitsu chiến đấu với thượng huyền lục Kaigaku. Hồi thời sáng quỷ chơi áp phe thằng Buyan Kibutsuji.